chơi. Chứ nếu hai chồng mình sẽ ăn trưa như mọi người, đây là một cái set, ở đây là súp mì xôi, ở đây là trứng hấp. Ủa anh, hồi nãy anh có kêu thêm một súp mì xôi đúng không? Hay là súp mì xôi có trong cái set này luôn? À, ở đây là sashimi, ở dưới có trứng hấp, ở đây là cơm.